Đây em giới thiệu anh em nha. Đây em nhận phục hồi các chi tiết máy nha. Em đang phục hồi băng lanier của cây cốt này, cốt máy gặt nha anh em. Cốt máy gặt DC70. Còn đây là cái cốt bồn đập, cốt bồn đập của máy gặt luôn nha anh em. Đây em nhận phục hồi cho anh em, mời anh em xem băng đây. Đây em phục hồi xong rồi em chu điện cho anh em hết nha, toàn bộ. Chu điện toàn bộ hết cho anh em. Cốt máy gặt DC70. Đây là cái cốt bồn đập, còn cái cốt này là cốt máy cài. Đây nè. Mời anh em xem nha, đây phục hồi nha, một chút nữa em sẽ chui điện hết. Mời anh em xem băng nha. Này, băng phục hồi đây nha anh em. Băng phục hồi nha, không phải là băng zin nha anh em. Vẫn phục hồi trên cái cốt zin. Phục hồi trên cái cốt zin. Anh thấy em phải bao nhiêu zin không? Đây, mời anh em xem. Em sẽ chui điện lại cho anh em nha. Toàn bộ hết, chui điện hết toàn bộ. Đây là cái cốt của, đây là cái trục của dàn sới, của bông sới nha, của bông sới của ông khách, toàn bộ là của khách gửi vô. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em có nhu cầu phục hồi chiếc tiết máy hàng anh được phục vụ anh em nha. Anh em ở gần anh em cứ đem tới em, anh em ở xa cứ chỉ bưu điện giúp em. Ok này, nhiều anh em thích mua mới cứ mua mới, anh em nào thích phục hồi cứ phục hồi nha anh em. Đây là cái cốt phục hồi, một chút nữa em sẽ cho qua điện luôn, để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng. Anh em xem phục hồi băng có hài lòng ủng hộ em nha, cách em phục hồi băng anh em hài lòng ủng hộ nha. Ở đây em sử dụng máy hàng mít nha, em đắp máy hàng mít toàn bộ hết cho anh em nha. Sử dụng dây mít toàn bộ hết chứ không sử dụng máy hàng que. Giới thiệu anh em đi phần đó nữa là sử dụng bằng dây mít, không sử dụng máy hàng que nha anh em. Đây, cây đây. Đây, đây là cốt bồn đập, cốt bồn đập của máy gặt DC70. Băng lên nha nè. Ở đây tất cả em đều qua chu điện hết cho anh em luôn. Đây là cái cốt của dàn sới, thùng sới Kubota. Anh em ở gần ở xa gì phục vụ đều phục hồi được cho anh em nha. Ở gần thì anh em ăn thấy em ở xa thì anh em cứ đóng gói tất cả gửi bưu điện giúp em. Rồi được rồi con, chính rồi đó, lấy ngoài đi. Đưa cây nhỏ vô, đưa cây này kế vô. Rồi cho nó nguội đó đi từ từ. Anh em ở gần ở xa đều làm được nha anh em. Cao rồi con ơi. Cái này đi, cái này nè, được không? Đạn hả? Cái này được không? Đổi cái đồ gác khác đi cho nó ngay cái tâm lỗ. Ở đây em phục hồi cho anh em đều qua chua to hết trơn nha anh em, để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng lâu bền nha. Tất cả các chi tiết máy em nhận phục hồi băng lanier cho anh em hết. Băng lanier làm nhận phục hồi toàn bộ cho anh em. Ở đây em phục hồi bằng máy hàng mít cho anh em. Em sử dụng máy hàng mít, máy hàng mít. Em chui điện lại cho anh em luôn, để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng rất êm. Có cái cây này có những anh em nó bị hư, anh em thường hay bỏ đấy, anh em cứ gửi cho em. Cây này cây zin nha anh em, cây zin gửi em phục hồi. Cây zin nó sẽ có một cái khía chỗ này mà em không xài khía luôn, nó có một cái khớp chỗ này. Mình làm cốt bồn đập thì không cần cái khía chỗ này để gài nha, nhưng mà này cái đuôi chuột của máy cài á là mình phải cắt cái khía này để gắn ga lê cắt đăng vô nha anh em. Gắn ga lê vô, gắn ga lê vô anh em sử dụng. Gì, lấy em bấm rồi gì người ta quay, lấy em bấm rồi, lấy em bấm cho người ta quay thấy cái nhông cho ta biết cái đó là cái nhông của mình. Không có, lấy em bấm này ra tao quay thấy cái nhông đó, hiểu không? Đúng rồi đó, đúng chưa? Kệ đâu gì đâu, đâu gì đâu, để lại vô thấp hơn hả? Vậy mà kiếm gì chim lên, lấy chim vô, lấy cái vít kìa, chim vô ngang vậy nè, chim ngon thật vô. Đúng rồi, cảm ơn quay phim cho anh em tao thấy cái nhông của mình. Mà Vịnh thì mất đi cái nhông rồi sao ta thấy được cái nhông? Để con tán vô dưới đi ông ơi. Đúng rồi đó, trời đất ơi. Rồi cảm ơn. Đó, cho anh em thấy cái nhông, cho em biết cái nhông này, nhông cậu trước của máy cài anh em. Nhông cậu trước máy cài em phần phục hồi cho anh em là em chui điện hết cho anh em xem, toàn bộ hết, để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng.
Có nhiều anh em thích hàng nói, đừng hàng nói anh em, anh em cứ chuyển em phục hồi băng cho anh em ngon lành luôn. Có những anh em thích hàng nói đấy, ở đây em phục hồi băng, em chui điện cho anh em luôn, đảm bảo độ bền cho anh em sử dụng. Anh em yên tâm vấn đề đó, phục hồi vẫn ngon, mà hàng nói cũng vẫn ngon nha anh em. Nhiều anh em có tay nghề, anh em sẽ hàng nói cũng vẫn ok bình thường. Rồi những anh em là không thích hàng nói á, thì để chuyển qua cho em phục hồi nguyên cây luôn cho anh em, phục hồi nguyên cây liền cho anh em sử dụng, không hàng nói nha, không hàng nói, vẫn đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng, vẫn đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng nha, rất ok, nha. Ở đây em phục hồi xong là em chui điện hết cho anh em để đảm bảo độ bền. Mà anh em xem đây là cây cốt, cây quả dứa của mấy gạt, cầu trước mấy cài, cầu trước mấy cài nha anh em. Em chui điện toàn bộ hết cho anh em xem, đảm bảo cho anh em sử dụng. Và đó anh đây, mời anh em xem, đảm bảo cho anh em sử dụng nha, đỏ lên hết, ok luôn. Mời anh em xem, có anh em, nhiều anh em chưa biết cái công nghệ này, em biểu diễn cho anh em xem luôn, quay cho anh em xem. Có nhiều anh em chưa biết, đây là cây nhông cầu trước của mấy cài nha anh em, mấy cài Kubota. Có những anh em thích hàng nói, có anh em có tay nghề hàng nói sử dụng vẫn ok bình thường, còn những anh em nào thích mà để nguyên cúc zin phục hồi lại chu điện, anh em cứ gửi em, ok hết toàn bộ. Hoàng Mai sẽ lo phần đó cho anh em. Hoàng Mai 0907 790079. Rồi ok, gửi đi ra đi con, quá chín rồi, đó chắc luôn rồi. Rồi cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha, Hoàng Mai 0907 790079.